Hello Xin chào tất cả mọi người à, Mình xin tự giới thiệu Họ tên đầy đủ của mình là Lê Thu Hà à, Mình đang sinh sống và làm việc Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Và hiện tại công việc của mình là Phân phối trà, hòa tan bân Của tập đoàn Bitnay Cũng như là team Nguyên Nguyên 9319 Và mình rất là tự hào Khi mình là thành viên và được làm thành viên của team Winwin 9319 và mình cũng không quên cảm ơn thầy và cũng là bon so đỡ đầu trực tiếp của mình là hồng tâm và giám đốc ngọc mỹ thì hôm nay là buổi học thứ sáu của khóa học thay đổi để thành công thì mình cảm nhận được một điều thật sự cái tư duy đối với một con người rất là quan trọng tư duy làm giàu tư duy sống có giá trị tư duy về đạo đức tư duy về học hành để nâng cao cái giá trị của con người mình lên thì thật sự hôm nay và mỗi ngày trong cái khóa học thay đổi để thành công này đều có những cái điều mới mẻ và mỗi một ngày thì mình cảm thấy như là lại vỡ hòa vỡ hòa ra một cái điều gì đó mà mình đang mắc phải trong quá khứ thậm chí là đang trong hiện tại đó là cái cách đối với thu hà thu hà nhớ lại đó là cái cách quản lý đồng tiền thật sự trong quá khứ cũng có những lúc thu hà làm rất là nhiều tiền nhưng thật sự đến hôm nay cảm ơn thầy võ hồng tâm rất là nhiều khi mà thu hà nghe được cái cách làm sao đó để quản lý đồng tiền trong một doanh nghiệp quản lý đồng tiền trong một cái người chủ doanh nghiệp như thế nào thì hôm nay thật sự thu hà mới hiểu được cái điều đó và thu Hà may mắn rất may mắn là mình đã chọn đúng một con đường, chọn đúng một người thầy là cam là kim chỉ nam để cho dẫn đường cho mình đi và chọn đúng công ty, chọn đúng team, chọn đúng đồng đội những người sẵn sàng giúp đỡ mình. Thật sự là rất là quá tuyệt vời. Đó là sự giàu có của tư duy và mình đã định hướng đúng, mình rất cảm ơn ngày hôm nay buổi học thứ 6 và khóa học thay đổi để thành công. Xin cảm ơn Bon So Hồng Tâm và giám đốc Hoàng Mỹ rất nhiều và rất nhiều ạ. Xin cảm ơn